hình như tôi càng ngày tôi già cả có tuổi rồi đó, dạng như cái linh hoạt của tôi là dạng như nó làm biến đi á, mới làm biến, biết cái kiểu làm biến không? Ví dụ như mà ngồi chỗ này tôi muốn bật cái quạt đúng không, bật cái bóng đèn đúng không, là làm biến. Khi tôi nằm võng tôi coi TikTok á, coi TikTok cái bắt đầu cái là trời lạnh quá, hợp mũi quá, tôi muốn bật cái quạt mà tôi làm biến, chấp nhận để mũi cắn. Đúng. Ước gì bây giờ mà có tiền ha, thiệt luôn á. Nói đi, ước thì cứ ước mà thành được cái không là do ông Bụt. Mà trên đời này có ông Bụt có tiền không? Có ông Bụt. Nhưng thí dụ nha, bây giờ tôi nói tôi ước cái bắt đầu ông giả đò ông là ông Bụt nha. Thì nếu như mình ước mà ai cho mình cái gì đó chính là mình, người đó chính là ông Bụt. Không thì ông cũng thí dụ là không, em không phải là ông Bụt đâu. Không phải là. Để tôi ước đi. Kệ mình ước biết được ông Bụt thì hiện là thật sao đúng không? Tôi ước gì mà dạng như tất cả các đồ dùng trong nhà tôi là có đồ gọi là nằm tại chỗ mà điều khiển từ xa. Đó. Giống như là mình thí dụ như tôi nuôi một con cún đi, cái con mình nó khôn á. Cún tới bật cái quạt lên. Anh nuôi được cái trình độ đó là chắc cún đó không phải là phiếp nước Việt Nam mà đó. Đó thì tôi mình đâu mình đều ước mà. Bây giờ ý anh muốn nói là chế quạt điều khiển từ xa gì? Đúng rồi. Thì ít nhất thì bỏ 1,5 triệu ra mua. Thì đó nó không có tiền mà nó ước gì mà còn gì nữa ta. À giờ cái quạt điều khiển từ xa á, anh nằm im một chỗ, anh bấm là nó chạy, anh bấm là nó quay. Mà 1,000,000? 1,000,000 đúng rồi. Nhưng mà tôi ước gì không có tiền dạng có sẵn đó. Ví dụ như tôi có quạt sẵn đó đúng không? Tôi tới chỉ cần bấm vậy là nó ấy đó. À mà có quạt sẵn mà muốn chế lên thành một cái đồ quạt điều khiển từ xa. Đúng rồi, thí dụ như nó chạy từ ổng. Đúng. Cái này nha, cái quạt điều khiển từ xa rất là lợi nhất trong cái trường hợp mà khi mình đã nằm xuống là mình rất là lười đi. Với lại khi mình đã ngủ đêm nó lạnh. Là biến đắt lắm, chỉ lấy mình trùm thôi. Đúng, anh mà ngồi dậy là anh mất ngủ. Đúng. Đó điều đương nhiên, cho nên mình lười mình không muốn ngồi dậy mà lại lạnh. Đúng. Được. Ok, em chế nha. Bây giờ nha, đợi một xíu đi. Có không? Có. Em mới đặt trên Shopee. Này của Trung Quốc, China. China không? China gì hết, miễn sao mình bấm chạy từ xa được rồi. Đó, anh mở giùm em cái bộ đây. Đây là cái bộ mặt điều khiển từ xa nha. Khi mà anh mua về cho anh hai cái bộ, cái đồ remote và một cái bo mặt điều khiển từ xa. Mọi người quan sát kỹ nha. Đây, đây là bo mặt của nó. Đây. Ủa cái này gắn sao? Bây giờ với chị cách gắn là rất là quan trọng nè. Cái này là cục điều khiển từ xa, kệ nó đi không sao đâu. Bây giờ nha. Gắn đâu, gắn vô đâu? Anh có cái quạt không? Lấy quạt đi, em test cho anh coi nè. Đây, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách chế và lắp ráp một cái bộ quạt điều khiển từ xa bằng remote nha, rất là hay nha. Đó, không phải đâu, anh phải gửi quạt lên. Ổ ra hả? Gửi ổ ra. Thích cho gãy ổ. Đó, tôi sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết luôn. Để tốn kém á nha. Đó. Đấy, sau khi chúng ta gỡ ra là như thế này, tôi sẽ gỡ hết ra cho mọi người coi nha. Tôi mới thấy luôn á, có nhiều đây thôi hả? Có nhiều đây thôi. Quạt chỉ có nhiêu đây thôi. Đó anh lưu lại nha. Đó, ok, gửi hết ra luôn nè. Số 1, số 2, số 3. Đúng không? Đại diện cho 3 số. Đúng không? Đây là hai dây lề, hai dây nguồn. Đúng không? Ok, bây giờ nha. Đầu tiên mình sẽ nói sơ về cái bộ mặt nha. Anh Khải cầm giùm em cái, anh Khải. Ok. Cái bộ mặt chúng ta là như thế này. Chúng ta chú ý tới cái này. Nó có số nè. Số 1, số 2, số 3. Cái mà SH này nè. Là cái trục quay dành cho những cái quạt nó tự quay sẵn. Y như quạt này của anh là quạt khi mà anh quay anh phải giật lên. Là không cần. Là mình không cần. Khi nào tới mình gõ thôi. Cái dây này là áp dụng cho những cái quạt mà ý là có cục motor trong đây sẵn luôn. Mình không cần phải sử dụng bằng này. Mà sử dụng nút đâu chỗ này nè nó quay. Cái này là mình bỏ trống tại vì mình không có. Ok. Là để trống đúng không? Không, bây giờ vậy nè. Tôi không muốn cắt ra. Tôi đấu được không? Được. Cắt từng khúc dây, cái đấu vô đó được không? Được. Vậy làm để đó đi, được không? Số này số 1, số 2, số 3. Cái này là dùng cho cái cục xoay của cái quạt xoay qua xoay lại á. Nếu chúng ta không có thì thôi, bỏ qua trống ở bên. Còn cái này là đầu nguồn đúng không? Ok. Còn thằng này? Thằng này tí mình đấu cho em nói cho. Nói chi tiết cho mọi người luôn. Cái này là anh Khải không cắt cái nút ra, anh Khải muốn vừa xài nút vừa xài cảm ứng luôn. Bỏ thằng này đúng không? Bỏ thằng này ra, thằng này là thằng trục quay, mình không có trục quay. Đó, mọi người cứ nhét hết vô. Cái mục đích chúng ta làm như vậy là để chúng ta không cần phải cắt dây này ra mất công phiền phức. Chúng ta đấu vô. Dặn lại đúng không? Đây, sau khi lắp dây thì sẽ như thế này. Đó. 6 dây là 6 cái. Bây giờ nha. Đấu này được. Anh thích đấu số chứ không? Đấu số trước đi. Đấu số thì ở đây có lỗ sẵn thì anh móc vô số đi. Bật lên cửa số nha. 1, đây là 1 đúng không? Đâu? 1 2 3. Phải không? Nó có sẵn kia, nó người để ý là thấy liền. Rồi, 1 thì đấu vô thằng 1. 1 2 3 tương ứng với số 1 2 3 trên đây nè, mọi người dễ làm hơn đấu à. Đấu vô. Nó có lỗ, anh đấu lỗ nè. 1, 2, 3, chúng ta cứ đấu vô. Ê, tính ra cái nhà sản xuất này cũng tính là đồ điều khiển từ xa rồi đúng không? Đúng, cho mình lắp thêm cái phụ trợ vô nữa đó. Đồ. Đó, mọi người cứ quấn vô. Đó, hướng dẫn chi tiết cho mọi người luôn nha. Đó, đổ vô. Miễn sao dây đừng chạm được rồi.
đúng theo thứ tự nó nha, 1 2 3, chúng ta búng vô 1 2 3. Sau khi chúng ta nối 1 2 3 vô trong 1 2 3 nha, quạt này nó có 4 dây đó, dây này nối chung với dây này. Bây giờ anh gỡ ra đi, anh gỡ ra đó, gỡ ra như vậy rồi anh gỡ ra đó. Cái dây thứ 4 của quạt này nè, chúng ta sẽ đấu vô cái chỗ cuối cùng đó, là cái thằng tụ 3 đúng không? Đúng rồi, tụ 3 cuối cùng, mọi người quan sát kỹ nha, đó là cuối cùng. Cái này phải búng bằng kèo quá. Đó, ok đó, một cái rồi. Cái thằng xanh này nè, anh này đấu vô thằng nào cũng được đúng không? Thằng này đó, anh đấu vô rồi, ok rồi, ok. Còn thằng này anh đấu dây thằng này, có dây không ta? Búng này cũng được nè, búng này cũng được. Nói chung là cho dễ hiểu nè, 1 2 3 tương ứng với 1 2 3. Cái này là cái trục quay xoay của cái quạt, không có thì thôi. Cái này là hai cái đầu này á, là hai cái đầu nguồn điện chính vô, cấp vô. Còn cái dây này là dây dành cho dây thứ tư của cái quạt, là 1 2 3 số. Còn một dây nữa là chúng đấu vô đây. Rồi ok, anh cấp điện thử cho anh coi nè. Em nhà, em nhà. Rồi ok. Bây giờ anh bấm xem thử nè. Ê, bấm nào lên. Anh biết tiếng Anh không? On, off, time, mother, swim, swim. Đó, ok. Swim. Bấm như nào? On là mở đó. On này đúng không? On. Bấm vô là y như là điều khiển TV rồi vậy. Đúng. On. On. Anh bấm đi, anh chưa bấm hả? Bấm đi ông thằng. Bấm đi. No. À, thấy được bấm không? Rồi xong. Chết tôi luôn, chết tôi luôn rồi. Ông giỡn mặt cái tôi gì là? Tao xem coi. Kỳ vậy. Lên. Lên. Đồ mở phá cũ nhà tôi đúng không? Hên là tôi không có cắt ra đó nghe. Tôi cắt ra này chục đó. Hên không cắt ra, cắt ra không biết về đấu lại. Đúng rồi, phải đấu lại nhưng mà nó khó chứ. Lên. Lên cũng bị khô cái mặt nó. Đồ chết luôn á. Bây giờ vậy nè. Bây giờ vậy nè. Ông nội. Cái gì? Ổn bán không cho pin, trời xém nó bị xém nó bị quấn rồi. Bẻ đầu rồi, đúng không? Có lấy pin đi. Trời đất ơi, xém nó hết hồn. Ông bán cho tôi, ông nhớ cho tôi cục pin. Ủa bán không có pin luôn hả? Làm hết hồn rồi. Gắn pin rồi. Xém nữa là đèn cái quạt rồi. Hú hồn. Rồi ok nha. Cái này mới quan trọng nha. Em rung quá anh ơi. Hai ba on nè. Quá đi. Rồi. Đi sai được không? On anh bấm liên tục là 1 2 3. Đúng rồi. Rồi cái này là hẹn giờ. Cái này là không sao hết, mình thế này thôi. Cái này tắt. Tắt. Yeah. Được không? Chết không? Để anh em tôi test khi chúng ta cuốn lại cái điều khiển từ xa này nó ăn vô trong được cái nhựa không nha. Sau khi anh em tôi cuốn lại nha, test thử cái độ nó đi xuyên qua bên cái quạt không nào, chúng ta tính nha. Vừa từ xa vừa số luôn, xem nó có hoạt động tốt trên hai môi trường không nha. Rồi chúng ta tính. Ok anh em tôi sẽ bắt đầu test cho mọi người coi nha. Rồi có kêu không nha. Kêu đó. Rồi test cơ trước nha. Cơ hả? Rồi test cơ trước đi. Rồi cơ lên nha. Tắt. Cơ lên. Tắt. Cơ lên. Rồi anh chuyển sang điều khiển từ xa. Đợi tắt đã, đợi tắt. Ừ. Gió không tắt được đâu. Rồi. Ok. Thế nào? Cho nó kêu. Vậy là nó không đi xuyên qua nhựa được rồi. Đúng rồi, cảm ứng nó phải rồi con mắt ra chứ. Anh thử đi tới gần đây. Tới gần thì được. Phải lòi con mắt ra mới được. Chữa lỗi phải lòi mắt ra mới được. Ra sửa lại lỗi cho mọi người nha. Cái lỗi của nó là nó không đi xuyên qua được nhựa, mà nếu xuyên là xuyên với cái mức độ rất là ngắn, nên chúng ta phải sửa lại lỗi. Mọi người coi để mọi người khắc phục luôn nha. Kế làm sao cho đưa con mắt ra ngoài để chúng ta bắt được lỗi nó. Đây chính là con mắt của nó đây. Cái mục đích mọi người làm sao chọt để đưa con mắt nó lên. Chỗ nào ta? Chỗ nào cũng được, miễn sao đưa mắt lên được rồi. Cái đầu lên. Thích dán silicone thì dán. Thử đi, đây lại. Ok, đây lại. Đó. Test lại một lần nữa cho mọi người coi nha. Nói chung là mọi người coi hết video là mọi người lắp một lần là ok luôn, chứ không phải mắc lỗi nữa. Rồi ok, kêu tít là được rồi, ok. Quất thử rồi. Đó, ok, nhân rồi. Bây giờ anh sẽ test cái độ xa của nó kìa anh Khải. Cái này là tầm mấy mét ta? Ai biết nó cho bao nhiêu? Tắt nha. Ừ. Ơ xa. Không vô. Sao á. Sao á. Đó, từ đó được. Đây cái nhà tôi là 7 mét đúng không? Ừ. Chừng 5 mét hả? 5 mét hả? Ok, nó cho chúng ta điều khiển được 5 mét nha. 5 mét. Ok, 5 mét từ xa. Đó, mọi người khoan một lỗ, mọi người chích lên như vậy là ok rồi đó, thấy chưa? Đó, ok, điều khiển được 5 mét. Rồi, giảm tốc độ.
Đó, cái này nha. Số 1, số 2, số 3 là bấm theo vòng lập thằng này luôn. On luôn. Ờ, on luôn. Mấy này mọi người bỏ qua đi. Rồi, mọi người chỉ cần xài cái này với cái này thôi được rồi. Đó, ok. Hiện giờ chắc có mình không biết thôi. Đó. Nhỏ lại nè. Nhỏ nhỏ. Đó, nhỏ. Nhỏ. Tắt luôn. Tắt luôn. Mở lên luôn. Mở lên. Đó, ok. Nó quay luôn. Quay lại cho anh bấm á. Tắt nè. Đó, ok nha, mọi người nhớ cái bật chuông nha.